trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả đã trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Như thường lệ, bên cạnh tôi là Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và chúng tôi sẽ trở lại với đề tài của tuần này là cái con người và sự nghiệp và ảnh hưởng của Fidel Castro sau cái chết của ông trong tuần vừa rồi. Lúc nãy chú Quân vừa nhắc đến những cái món hàng xuất khẩu của Cuba đó, thì một cái món nổi tiếng nhất khắp thế giới là những người cố vấn quân sự, phải không ạ? Và có thể là cả cái lực lượng quân sự, những người lãnh đạo các phong trào du kích. Nếu mà theo cái thời gian đó, thì cái đầu tiên là khi mà ông Castro lập Batista lên, thì ông ta cái đầu tiên là ông ta theo cộng sản. Thì khi theo cái chủ nghĩa cộng sản trở lại ông... xin lỗi chú chút xíu, như lúc nãy Khôi có đặt đó, cái chữ giá như mà lúc đó không theo con đường đó, ông theo cộng sản, có phải có hai cái nhìn về vấn đề đó? Một là con người ông đã là cộng sản, hai là vì đó là cái phương tiện để cho ông giữ được cái quyền lực ở Cuba. Tôi nghĩ cái đó là phương tiện nhiều hơn, tại vì lúc đó đó Cuba tương đối là, tôi nói là cái nước đứng thứ ba ở châu Mỹ Latin chứ không phải là ít, về cái mức độ mà mức sống, về cái lợi tức của ông ta. Nhưng mà muốn giữ đó thì ông ta phải có người nào ủng hộ, và do đó ông ta ôm lấy Nga, ông tới cái chế độ cộng sản, và lúc đó Nga đã giúp. Đừng có quên lúc đó ông Cuba cũng bị Mỹ là đặt cái embargo. Do đó, nhưng mà cái mà tôi muốn trở lại đó, thì lúc đầu là khi theo cộng sản rồi đó, thì ông ta nghĩ là phải có một cái gọi là cái thế giới phải có đứng dậy nổi loạn, phá những cái nước mà gọi là chư hầu của Mỹ đó. Tại vì mình đừng có quên lúc đó nó cũng còn chiến tranh lạnh, thì giữa Nga và Mỹ đó còn rất là nhiều, chút xíu nữa là chúng ta đã có cái để nghĩa là thế giới, mà chiến tranh thế giới thứ ba đó, tại những cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Nga tại Cuba. Thì sau đó thì ông ta xuất khẩu những cái vấn đề là du kích, rồi chiến tranh phá rối, gọi là gây dựng các cái xã hội chủ nghĩa. Thì những cái một trong những cái người có tiếng nhất mà là đồng chí của ông Castro là Che Guevara, thì họ đã gây trong những cái thập niên 60, 70, họ đã gây nhiều cái ấn tượng và nhiều cái khó khăn cho nhiều nước. Tại đó, sau khi họ làm cái đó thì họ tham gia và trực tiếp vào chiến tranh Angola. Gửi quân đội đánh tại Angola. Cái thứ ba nữa là khi họ đánh Angola là cũng như là làm nhiệm vụ quốc tế, nhiệm vụ quốc tế của các nước cộng sản. Thì khi mà Nga mà sụp đổ đó, vào những năm 90 đó sụp đổ đó, thì là không có viện trợ của Nga nữa, thì anh ta là bắt đầu bớt cái vấn đề mà xuất khẩu là du kích tới xuất khẩu binh lính, thì bây giờ họ xuất khẩu gọi là bác sĩ, công nhân đi làm để có cái đầu tiên đó để nuôi sống, để những người đó có lương để nuôi sống những cái người đó. Cái thứ hai nữa là họ vẫn giữ được cái, qua cái chuyện đó là họ xì bớt những cái khó khăn của Cuba đi, và được các nước mà nhận được bác sĩ, các nước mà nhận được gọi là viện trợ của Cuba đó là viện trợ họ về vấn đề kinh tế, viện trợ về dầu hỏa, viện trợ về cái ghe. Thì do đó là họ xuất khẩu rất là nhiều bác sĩ qua Venezuela, xuất khẩu cái món mà tôi nói là họ tốt nhất đó, là tương đối là có tiếng đó, là về mật vụ và công an, tổ chức mật vụ và tổ chức công an. Thì mình thấy là một nước Venezuela mà nhờ cái sự mà liên hệ chặt chẽ giữa Cuba và Venezuela, do đó là họ ảnh hưởng cái chính quyền mới và
công an và mật vụ của Venezuela để đàn áp dân chúng chứ không có gì hết. Nói chung đó thì là mình thấy là sau khi mà những cái năm gần đây đó thì mình thấy là vào cái thập niên 90 và 2000 thì thế kỷ 21 thì Cuba đã mất nhiều cái gọi là cái huyền thoại. Nghĩa là huyền thoại về cách mạng, huyền thoại về xã hội chủ nghĩa, huyền thoại về... Tại vì cái nước Cuba là cái nước nghèo nhất mà lúc nào cũng phải viện trợ hết, không có viện trợ là chết. Do đó là mình thấy là suy sụp về kinh tế, suy sụp về cái vấn đề mà tôi nghĩ là những cái chuyện mà nói là Cuba có cái hệ thống giáo dục hay là hệ thống y tế tốt thì tôi đặt nhiều câu hỏi lắm. À, cái đó này, những cái chuyện đó là bao giờ cũng vậy. Khi mình tới một nước cộng sản đó là họ dẫn mình đi coi những cái chuyện gì mà họ muốn cho mình coi, chứ không phải mình tự do được đi. Thành ra do đó họ kiểm soát cái việc mà Cuba có thể xuất khẩu nhiều bác sĩ đi châu Mỹ Latin và khắp thế giới như vậy chứng tỏ là họ cũng có một cái nền giáo dục, hoặc ít nhất là có một cái nền giáo dục của họ ở một cái mức nào đó cũng sản xuất ra được những người bác sĩ đó. À, thực ra thì khi mà nói tới chế độ cộng sản ấy thì chúng ta phải nói tới cái chỉ tiêu. Cái đó là cái quan trọng, chỉ tiêu có nghĩa là làm sao càng nhiều càng tốt. Cái thực chất thì chúng ta đánh dấu hỏi lại. Bởi vì chúng ta biết rằng Việt Nam của mình đó, thì vào toàn quốc đó, Việt Nam bị vào tay chế độ cộng sản từ năm 75. Tự nhiên là được thừa hưởng từ năm 54 tới năm 75 một nền giáo dục về y tế của Việt Nam nó tương đối là nó khá. Thành ra Việt Nam được hưởng cái đó. Trong khi đó Cuba bị rơi vào cái chế độ của Fidel Castro từ năm 1960. Và từ năm 60 tự nhiên là nó ngừng tại đó. Và Cuba không có được những cái chuyên viên đi học các quốc gia mà tiên tiến như là Âu Châu hoặc là ở bên Mỹ. Tự nhiên là cái nền giáo dục của Cuba đó, nó không có gì là tốt đẹp cả. Tuy nhiên thì với cái chỉ tiêu nó đặt ra đó, thì chế độ cộng sản nào cũng có chỉ tiêu cao cả. Cho nên chúng ta đừng có so sánh giữa cái khả năng của nước này với nước kia theo chỉ tiêu. Cái đó là chúng ta nhìn như thế là sai. Tuy nhiên báo chí hay là những dư luận về phía mà thân với lại thế giới cộng sản ấy, hoặc là bị ảnh hưởng của thế giới cộng sản thì lúc nào nó cũng nói là Cuba là số 1 thế này thế kia. Thì chúng ta bỏ cái chuyện đó đi, bởi vì cái đó chỉ là những cách nói của họ thôi. Bây giờ trở lại là Fidel Castro theo cộng sản hồi nào, thì chúng ta trở lại với một đồng chí của Fidel Castro là Che Guevara. Thì anh chàng này đó là một bác sĩ đã từng nghiên cứu lý thuyết của Marxist Lenin rồi và thích cái lý thuyết đó lắm và muốn dùng cái đó để mà gọi là giải phóng các dân tộc thuộc địa. Sau đó thì Che gặp được Fidel Castro, rồi cuối cùng thì hai anh em của Castro và Che tham dự vào những cái việc mà lật đổ cái chế độ Batista của Cuba để mà thành lập một cái chế độ mà Fidel Castro làm chủ tịch lúc đó. Thì sau khi vào được đó thì Che được phong lên một cái chức vụ, nghĩa là cũng tương đối cũng cao trong hệ thống đó, có nghĩa là có thể cao hơn em của là Raúl Castro. Yeah, gần như là nhân vật thứ nhì trong chế độ. Rồi sau đó thì có lẽ vì vấn đề như là tranh chấp quyền lực cho nên Che bị đẩy ra khỏi cái chế độ của Cuba. Và lúc đó thì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ đang tạo cái điều kiện để muốn lật đổ chế độ của Cuba. Cho nên Cuba phải dựa vào Nga và bị ảnh hưởng cái tư tưởng Marxist Leninist từ Che. Bởi Che là một học giỏi hơn Fidel Castro nhiều và là một bác sĩ có nghiên cứu nhiều và rất say mê cái đó, thì ảnh hưởng tới Fidel Castro. Bây giờ khi mà ảnh hưởng tới Fidel Castro đó, thì tất cả những cái về cái cơ cấu tổ chức như là của Nga đó, được áp dụng bởi vào Cuba, có nghĩa là hệ thống mật vụ rất là khắc nghiệt. Cho nên khi Che mà vừa lên nắm được cái chức bộ trưởng ở bên chế độ Cuba đó, thì tiêu diệt luôn những thành phần trí thức địa chủ đó kia, tiêu diệt hết. Và vì vậy cho nên chế độ mà độc tài khát máu đó là ảnh hưởng bởi Liên Xô qua Che. Và từ đó thì Liên Xô
xuất khẩu, gọi là xuất cảng đấy, những tụi mà mật vụ đi các nơi thì Cuba cũng tiếp tục ảnh hưởng cái đó, cũng xuất cảng cái mật vụ đó kia tất cả các nơi, và theo như là bên Nga có nghĩa là cũng chỉ tiêu, cho nên chúng ta không lạ tại sao cái chế độ của Nga, của Fidel Castro nó dưới thời của Cuba, dưới thời Fidel Castro nó gần giống như là cái cơ cấu tổ chức của Nga vậy. Và Cuba cũng là một cái môi trường tốt vì nó là một cái hòn đảo để mà thực hiện cái cuộc cách mạng gọi là thí nghiệm về xã hội đó, phải không? Vừa tốt mà vừa bất lợi cho Cuba bởi vì là hòn đảo cho nên dễ bị cô lập. Yeah. Và chúng tôi sẽ trở lại cho phần kế tiếp của chương trình. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay. Phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.